nhớ em muốn chết gì đó. Nhớ em quá trời luôn nha. Nhớ không thiệt, thiệt không vậy? Nhớ lắm mà. Thôi nha, xích ra, không có đụng vô người của tôi đó. Ông nhớ bà chặn của ông thì có. Không có đâu, đừng có nói vậy tội nghiệp anh. Đừng có giận anh mà Đào Nguyên. Xích ra đi mà, bực mình quá à. Có gì đâu bực. Bực mình quá đi, để tôi tìm ông khác cho yên thân hơn. Giận người ta nói vậy chứ tìm khác cái gì. Buồn phải không? Anh làm cho em vui nè. Ê! Em nỡ đối xử tàn nhẫn nhanh vậy hả? Anh á, anh tàn nhẫn với em á thì có. Người ta hả còn con gái phơi phới cái xuân xanh. Anh đồng nào đem cái miệng lưỡi cao su của anh dụ dỗ làm em anh sẽ gươm vậy đó trời. Vào cái con đường tội lỗi, chấp nhận yêu một người đàn ông có vợ như anh á. Anh nói anh thương tôi, anh lo cho tôi. Vậy mà anh hả tống tôi vô cái căn nhà hẹp này nè. Mỗi lần mà anh tới tôi á, như là đi thăm bẫy vậy đó. Anh coi được không chứ? Dạng sự khởi đầu nan mà em. Cái thằng Hiếu anh nó phải vất vả lắm nó mới tìm được cái căn nhà này đó. Mình ở tạm thôi nha. Cái chừng ổn định rồi anh đưa em về nhà mới ha em ha. Chừng nào mới ổn? 3 năm nữa. Hả? 1-2 năm gì đó. Chừng đó hả, cái mụ chằn của ông á nó xé xác tôi ra làm trăm mảnh. Rồi còn đâu về nhà lớn nữa. Không có đâu. Trời ơi, bả nằm mơ cũng không ngờ anh Dương Đông dựng mục tiêu chìm rồi cho bả chú ý không? Chắc rồi không? Anh kích tay dòng trở về với em. Giỏi quá ha. Dở trò Dương Đông kích tay gạt vợ hay quá ha. Bây giờ thì gạt vợ, tới phiên tôi thì sao? Mai đây ông chán rồi ông gạt tôi cũng vậy thôi. Hóa ra tôi thừa nên mới tin lầm ông. Lòng anh thấy hoa đất trời, trên trời có mấy mây. Đụng anh té lăn té nhào, nếu lòng dạ anh hay đầu. Nè, anh không có đọc báo sao? Bây giờ máy bay hay rớt lắm đó. Ông thầy ẩu á hả, có ngày rớt trúng ông tôi mạng bây giờ. Kệ, trúng kệ nó. Anh muốn tỏ tình thương mến thương với em. Hả? Nói nghe hay quá ha. Tình thương mến thương. Hứa với người ta, đưa người ta 2 cây vàng SGC làm vốn buôn bán. Cả này im re luôn à. Giả bộ tình giờ. Vậy á hả mà lúc nào cũng nói anh yêu em trọn đời trọn kiếp. Không phải anh quăng cục lơ với em đâu, mà tại vì cái chuyện gì cũng phải từ từ chứ. Hay là ông phá hoại đời con gái của tôi, rồi ông quất ngựa chuối vong luôn, về với bà chằn của ông phải không? Tôi đâu có ngu. Em nói bậy không à, bà chằn đó là để dặn túi thôi, còn em mới là ngọc quý nè. Nè, em mới là ngọc quý, để cho anh hỉnh mũi khoe thiên hạ chứ. Anh dám chê chị hai của tôi già xấu xí phải không? Chứ còn gì nữa. Bà hát gì? Em gọi là ai bằng chị hai? Chứ gì nữa? Thì vợ của ông á chứ ai? Tôi đi mét chỉ cho coi. Đào Nguyên, bà với em có quan hệ gì tự nhiên cái mét bà? Tự nhiên đứng vào phe bà. Không có quan hệ gì hết á. Nhưng tại vì ông. Tôi làm sao? Lỡ lời hả? Ông dám nói xấu vợ của ông á thì sau này á ông cũng dám nói xấu luôn tôi nữa. Làm gì có cái chuyện đó. Không có vậy đâu. Anh nói thiệt á.
Em không bao giờ dám vậy. Còn lần sau nữa hả? Đừng có hồng. Ha, anh thành thật xin lỗi mà, tha thứ cho anh nha. Nha nha nha. Nha. Cũng được. Đã quá. Trời kinh ơi. Đứng lại. À, gì? Sao vậy? Với điều kiện là phải có hai cây vàng SCC tại đây ngay bây giờ mới chứng minh lòng của ông thành thật với tôi. Ờ, trời ơi, tưởng gì chuyện đó sao liều này quá dễ. Đừng có xạo nha. Ông là sáo lèo chứ có sáo liều gì. Bày đặt xưng danh lấy le thiên hạ chứ nhát gan như thỏ đế gì đó. Không biết cái này là cái gì đó ha. Dám nói bánh kẹo lắm à. Anh yêu. Hôm nay anh mới thật sự là sáo liều của em đó. Trời ơi, coi mẹ kìa, sở giọng mẹ dễ sợ luôn à. Hôm nay anh mới thật sự là sáo liều của em đó. Không nói sáo lèo luôn đi. Trời, coi mắt mẹ kìa, thấy vàng chớp chớp, mắt bà chớp theo lia lịa kìa. Trời ơi, nhìn cắn cái gì. Cái anh này, anh nói xấu người ta quá à. Không phải em ham vàng đâu. Em chớp chớp theo nó là vì em mừng đó. Có ai nhìn cái vàng mà khóc đâu. Hùng thì biết phẳng à. Không ăn được cái. Thì có vàng không? Anh hiểu lầm ý em rồi. Sao? Vàng á, đối với em á, không có ký lô nào đâu. Sở dĩ em mừng á, là vì có nó. Em buôn bán cái gì đó có đồng vô đồng ra. Mà có đồng ra đồng vô rồi á, thì em mới lo tiếp anh đỡ cái gánh nặng một kiển hai quê chứ bộ. Người ta thương vậy mà còn nghĩ người ta tham vàng nữa. Người gì đâu thấy ghét à. Trời, nghe đứt ruột đứt gì đấy. Thôi giờ ông em, hai đứa động phòng qua chút nha. Gì? Khoan đã. Khoan dùi hoài vậy. Giao hẹn có vàng rồi động phòng có chút liền. Bây giờ muốn tính nuốt lời hay sao? Không phải. Chơi sao? Coi như tiệc cưới chúng ta. Ha, có lý ha. Đi về liền nghe em nha. Không có lâu đâu, chợ gần đây thôi nè. Ra đó em mua thịt bò bít tết với vài lon bia tẩm bổ cho anh trước khi động phòng. Chịu hôn anh yêu? Chịu liền chứ còn gì đâu không chịu. Chìa khóa xe nè, lấy xe đi, tóc hành lẻ đi. Gần đây thôi, xe cộ chi biết nữa. Anh đợi một giây một phút là anh cảm thấy cái lòng anh nó chờ đợi dữ lắm không được. Em nghe người ta nói đợi một giây mà dài bằng thế kỷ sao? Đi bộ lâu lắm nè. Xe chìa khóa nè, cứ lấy xe giọt đi cho lẹ đi. Tuân lệnh ông xã. Đi nghe anh yêu. Bye bye. Nhìn cái đường chạy nè, nó ghét là hấp dẫn quá. Ở đây sáo liều này nó bay bổng lên tận cung trăng luôn. Sáo liều ơi, Đào Nguyên đi chờ đón mày sáo liều. Má à, trời đất ơi, con quỷ làm má hết hồn hả? Trời, chuyện gì vui mà tự nhiên ngồi cười tủm tỉm mình vậy má? Má nằm mơ. Trời, mới đầu hôm má nằm mơ hả? Má thấy cái gì vậy? Ngộ lắm. Má thấy cái đầu. Đầu ai? Cái đầu của ba con. Ít ý trời. Cái đầu ba con nó mọc mấy? Nó mọc hai cái sừng. Dưới cằm của ba con nó mọc cái chùm râu dê. Trời, mặt ổng nhăn nhó khó coi lắm. Trời ơi má, má ấn tượng tật của ba con chứ nằm mơ gì. Má thiệt tình á, từ ngày á hả, má bố ba một trận tới nay nha, công nhận con thấy ba ngoan dễ sợ luôn á, chứ đâu có gì nữa đâu. Thôi con tin chứ má không có tin nổi rồi. Chưa có dịp ổng trổ tài đó con ơi. Trời ơi, má nghĩ xấu ba con hoài. Con ráng mà học kinh nghiệm của má nè.
để lỡ sau này trúng thằng chồng giống như ba con, biết cách xử sự mà giữ gìn hạnh phúc. Ba, vợ không kể cái giai đoạn mà ba o má đi má. Má, má kể cho con nghe đi. Biết nắm bắt thời cơ dữ hen. Dễ thôi. Dạ. Hung tôi miếng đi tôi mới kể. Không liền. Trời ơi, thôi được rồi. Nghẹt thở. Trời ơi. Con nhàn mất tiêu, eo ôi chết tôi hay những vàng tà mình đi luôn cùng xe, tham ăn có non nên giờ đây mất hồn, chết tôi rồi vợ ơi là vợ ơi, ôi về nhà mang mặt đăm ma, ăn sao nói bây giờ nhà đâu để mình yên, khi biết ăn qua đường thân xác sao nhiều té thua, ôi tính sao bây giờ, ôi chết sao mình về đây. Tôi chết chứ sao liều ơi. Trời ơi, cặp giò ơi là cặp giò, đúng là ngựa quen đường cũ mà, hết chỗ đi rồi sao? Nhà lúc này chưa bắt được con nữ tặc thì làm sao đi về đây? Má ơi, má ơi, ba về kìa má ơi, để con ra đón ba hé hé hé. Ủa ba, ủa xe đâu rồi ba? Dạ dạ ba, đừng yêu. Đừng yêu nữa ba. Con gái thân yêu của ba. Dạ có con. Má con mà biết chuyện này chắc ba chết quá. Đừng. Ủa, ông mà ba ơi có chuyện gì vậy? Mà thôi thôi đi, vô nhà rồi nói tiếp đi ba ha. Ba muốn tự giận quá. Ôi đừng ba ơi. Vô cũng chết mà không vô còn chết dữ nữa. Dạ. Thôi thì một liều ba bãi cũng liều. Dạ. Vô thu tội còn cơ hội con ơi. Dạ. Đi con. Dạ đi ba. Qua. Dạ. Con nói ai kia về sao không nghe tiếng xe vậy con hen? À dạ ba con đi bộ chứ có thấy xe cộ gì đâu má. Vậy ha? Dạ trời ơi. Vậy là chiếc giấc mơ nhà này bằng giấy nên bay mất rồi chứ gì ha. Ba. Trời, sao tự nhiên đứng thẳng đăng vậy? Tao đứng quẹo không được. Má hỏi xe đâu đi kìa. Nói đi ba. Sao ba nín thinh hoài, làm sao con gỡ giùm ba được? Á khẩu rồi ha. Ba. Trời ơi ba. Má hỏi đi kìa. Nói đi. Vì sao ba hơi mất xe ở đâu thì nói. Ba mất quan việc nên ba ngại nói với vui bạn bè. Léo mép léo mép nghe ghê chưa, cái thứ nói dối không ai ưa, cứ tưởng chẳng biết gì hay sao. Má ơi bớt nằm nghe ba con nói hết tất cả bao đi ba, chịu má nổi nóng ba không yên thì có nói cũng cũng đồng ý thôi, đánh về đâu chưa. Mình ở tâm mà nghe anh nói mình nghe nè. Lỗ tai tôi nghe đầy rồi, hết chỗ chứa rồi, dẹp đi. Má bình tĩnh đi má. Má không nghe ba nói rồi má trách lầm ba là sao? Con lầm ổng chứ má không có lầm đâu con. Tánh ổng má rành quá mà. Mấy cái quán bia ôm đối với ổng á nhầm nhè gì con. Ổng lạc á là lạc tới tận đầu nguyên kia kìa. Trời ơi. Mới có bia lon với thịt bò biết tết tẩm chứ. Sao mà biết hết trơn cái trò gì trời. Đào Nguyên là ở đâu vậy má, sao nghe tên đẹp quá. Muốn biết hả? Dạ. Hỏi ai kia kìa. Ai kia, ê trời quên. Trời ba con xin lỗi. Ba ơi Đào Nguyên ở đâu vậy ba? Ở cái đầu mày á. Trời ơi tao muốn chết rồi mà còn hỏi nữa.
không cần chết đâu. Chỉ cần miếng giấy, cây viết là xong thôi. Sẵn sàng làm cam kết em. Anh không phải giấy cam kết, mà là đơn ly dị. Mình mà... Mình ơi, mình có nghe tiếng kêu nức nở của anh không? Nếu là chúng mình hai đứa hay... Mày thấy ông giỡn mặt với tao không? Hay quá. Làm sao anh sống đi mất em rồi? Trời ơi, buồn quá ba ơi, tiếp tiếp đi. Vắng em đôi phút là anh nhớ. Chỉ em và biệt em thôi. Quá tình tình. Thể yêu em cho đến. Hay quá, hay quá. Cười hoài, năn nỉ tiếp ba đi. Đâu có biết hát bài này đâu mà năn nỉ. Lâm ly bi đát quá ha. Nín điên cha già phải gió. Ở đời sự bất quá tâm mà ông. Ba con bồ nhí như là qua lại của ông hành hạ tôi chưa đủ hay sao? Bây giờ rồi còn tới ai lấp ló ngoài kia đó? Dạ em, chị cho em hỏi. Kìa anh, trời anh yêu. Trời ơi, nói chờ em mua bia với thịt bò bít tết về hai đứa mình động phòng, sao bỏ về đây vậy? À, ý má. Dây chuột là gì vậy? Im. Để má làm việc. Hiểu chưa? Anh. Anh yêu à. Bộ anh á khẩu rồi hả? Sao không nói gì hết vậy? Anh yêu. Yêu con quỷ. Yêu quỷ. Thôi yêu cái gì? Theo tôi lại công an. Khoan đã. Anh sao vậy? Sao vậy sao? Hả anh yêu? Tới công an chi vậy? Thưa cô. Thưa cô. Ui, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo cái người dễ dã hiền từ hiền lành như tôi, bắt cô bỏ tù. Anh nói nghe mắc cười quá à. Tôi lừa đảo gì của anh chứ? Hai lượng vàng một chiếc xe ghim. Cô lừa đảo tôi không? Thấy tôi đối xử với cô tốt, cô chiếm đoạt tài sản của tôi, còn định đến đây lừa đảo gia đình tôi nữa hả? Đừng có không. Cái này chính miệng anh nói đó nghe. Phải, chính miệng tôi nói nè. Vợ tôi khuyên tôi đó, không rớ vô mấy cái ả mà như cô đó ha. Sao? Chỉ làm cho khổ vợ con thôi. Theo tôi tới công an. Anh sao? Không có sao bãi gì hết á. Bớt nóng giận lại đi. Đừng có hồng đi mau. Hãy gắm lại chuyện xem. Không có xem chuyện gì hết á. Cái gì cho con gái có đòi lại được không? Ơi anh. Nhưng tôi phá lệ rồi lại sạch phần xanh. Cãi trả tôi khác cô khác. Anh nặng hơn tôi nhiều. Tôi với đàn ông phải nặng chứ sao? Giở trò Dương Đông kích tay gạt vợ. Với tôi thì thề mấy bay đụng. Còn nói vợ là bà chằn để dằn túi. Em mới là ngọc quý. Anh hỉnh mũi đi khoe thiên hạ. Cái gì? Không có đâu, mình không có đâu. Mình nó nói bậy á, mình nó không có đâu. Nói tôi nói bậy hả? Quậy luôn. Chị biết không? Ảnh ngu lắm, đần độn lắm. Gần đàn bà con gái là ảnh hết biết trời trăng mây nước gì luôn. Dao hay cây vàng á đã là ngu tập 1 rồi. Trời ơi. Còn dao luôn xe rim có phải ngu tập 2 không? Thiệt là ngu hết biết luôn vậy đó. Trời ơi, nó lừa đảo tôi mà nó còn chửi tôi ngu nhiều tập nữa. Trời ơi. Theo tôi lại công an nè. Đi. Không. Không có phải đi đâu hết á. Không có cần phải công an hết á. Cái này ở đây xử được rồi. Mình trời ơi, nó lừa đảo lấy xe cổ lấy vàng vòng của tôi. Trời ơi, nó chửi tôi ngu nhiều tập nữa mình không thấy anh sao? Nó mắng anh đúng thôi. Vậy sao đi đúng? Mình nói gì kỳ á? Có gì lạ đâu. Tôi hỏi ông nè. Ông biết gốc gác nhà của nó ở đâu không? Ông đực người ra là không biết chứ gì. Tôi... Phải không? Vậy là ngu tập 1. Nghe tôi hỏi tiếp nè. Ông biết nó tên gì không? Đào Nguyên.
tiếp tục ngu tập 2. Bởi vậy hả? Sao kỳ vậy? Hết người này mắng tôi, tới người khác mắng tôi ngu nhiều tập đây rồi. Bây giờ tới bà cũng ngu mấy tập rồi. Tại vì ông ngu thiệt chứ bộ. Trời, từ từ ai cũng chửi tôi. Trời đất quỷ thần cái gì kỳ vậy? Không phải sao? Thử hỏi trên đời trời đất này nè, ai đâu khùng như ký hiếu ông gốc quê thần. Tuổi tên học ngành giáp em của tiền cao. Ôi nghe em phân bài anh mới sáng ra tới u mê gà xin nát tan ở nhà. Anh nhận mình ngu nhưng anh hận quỷ cái này đây. Không biết đâu, anh chửi em quỷ cái kìa. Chị bắt đòn em đi. Trời con mẹ kìa. Chưa thấy ai mặt mày lì lợm như con quỷ cái này. Rồi. Phá hoại gia can hạnh phúc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người ta, còn đòi bắt đền nữa. Được rồi, đi theo tôi định công an cho. Đi. Không có đi đâu hết trơn á. Chị biết không, em mà hổng cao chiêu á hả, là anh mất em rồi đó. Bậy đi. Chứ gì nữa, mỗi lần anh tới á hả là cứ ọ ẹ đòi động phòng. Người ta còn con gái á mà tay chân ảnh thấy mái hoài. Làm em nhột thấy mồ luôn. Bắt đền chị đó. Không dám đền đâu, đền cái búa đẻo chứ đền. Trời đất ơi trời, rồi đền á, tôi đền công an cho. Ông không đền nhưng mà tôi đền. Em à, chị cho em 2 cây vàng để dành cưới chồng nó chịu không? Trời, cái gì kỳ cục vậy trời? Có gì đâu kỳ. Ông quên rồi sao? Ba má đặt tên anh chị em tôi á là Hạnh Phúc Cầm Chắc Muôn Thu. Có cầm có chắc mới trị tật của ông được chứ. Hả? Gì năm chắc đây sao? Đích thị ta chứ ai. Lúc ảnh mới về em đó chị, ảnh nói nhìn mặt em quen quen, làm em tưởng bể cái hoạch của chị rồi chứ. Trời ơi, tư cầm năm chắc. Thì ra hai chị em lắp ráp đi giao bài kế độc chiêu hạ tôi xuống mà trời. Em hiểu tâm sự anh Tư mà. Anh muốn con trai nên mới sanh tâm bậy bạ. Nhưng em nói anh Tư nghe nè, con nào cũng là con, nó có hiếu với mình là được rồi. Chứ lại con qua nó lớn rồi, anh lăng nhăng hoài á, con cái nó không có dám nói. Nhưng mà nó buồn tội nghiệp nó lắm anh à. Dì Năm nói đúng đó. Một vợ một chồng hạnh phúc cầm chắc muôn. Quang ô ba. Đó, em nói có sai đâu. Mới nghe anh nói là nó mừng quýnh mừng quán lên rồi. Đó thấy không, tội ghê gì đó. Ây, nói được rồi không biết làm được không đây, không biết nữa. Trần trục trặc tôi xin thề. Ba thề sao nè. Quyết tâm cao từ rồi. Cao dữ à. Tôi không còn nằm chơi như xưa. Cho gia đình mình luôn vui tươi. Tôi sẽ tin ông nhưng hứa lần này xin ông đừng cho tôi leo thang chuộc lỗi lầm của ông xưa nay. Mà bà ơi nay đã vui rồi, nhà mình thờ hôm nay bên nhà lo dung bồi cho con mai sao. Cao quá. Má mày lại đây tao không biết. Thôi ông đừng làm nữa, con cháu nó nhìn thấy cười nó nói. Không có gì đâu, vợ chồng quá hôn mà. Thôi ba má nó chuyện trên nào. Mắc cỡ gì nằm ra sao. Mắc cỡ gì biết. Chạy xe cái gì mà kỳ cục vậy không biết nữa. Bộ vừa nhắm mắt vừa chạy sao mà. Trời ơi, mà có mở mắt chắc cũng đang ngủ gục đó. Trời ơi, cô ơi, cô bộ cô hết muốn sống rồi hay sao mà cô làm cái gì mà cô đương chạy cái cô thắng cái rụp. Ông nội tôi tránh không khỏi nữa. Thắng cái rụp, không thắng cái rụp, đặng tôi tông vô thằng nhỏ đi qua đường hả? Trời ơi, anh chạy xe anh phải biết làm chủ cái tốc lực của anh đó. Anh chạy gì mà như ma rượt anh vậy đó. Anh chạy, anh lạng qua, anh lạng lại, anh ẹo tới, anh quẹo lui. Anh chạy cái gì kỳ cục vậy? Anh chạy vậy đó hả? Rồi không gây tai nạn cho người sắt hay sao được?
Trời ơi, cảnh sát xa lộ đổ mất hết trơn rồi kìa. Ê, không thấy ông nào hết kìa. Cô ơi, cái chuyện chút đỉnh cọ quẹt chút xíu thôi mà, chứ làm gì mà phải tới cảnh sát. Chút đỉnh gì? Mình có thể điều đình ở đây mà, tôi không mặc dầu không có em su răng nhưng tôi có thể năn nỉ cô được mà. Chút đỉnh gì? Anh làm cái đít tôi dẹp rồi. Cái đít của cô dẹp, cô không thấy cái đầu của tôi nó có móc nữa thấy không? Cái đầu của anh làm sao bằng cái đít của tôi? Trời ơi. Đầu của tôi mà cô dí không bằng cái đít của cô. Cô ăn nói gì mà kỳ cục vậy? Vậy chứ sao? Anh nghĩ coi. Trời chiều mát mẻ, xích xe dạo phố tà tà. À, vậy mà gặp phải chuyện xui vừa mới xảy ra. Thì mới xảy ra. Đi xe lắm con, sao không mở mắt cho to? Anh lo anh ngó đào không à? Ngã tư đèn đỏ rõ ràng. Anh nhè anh ủi đít tôi bẹp rồi. Thôi cô ơi, lỡ rồi, cô đừng có cằn nhằn. Thấy không, cái đầu của tôi cũng móp rồi, cô thấy không? Tôi đâu có muốn xảy ra cái chuyện accident. Xe tôi đương chạy thẳng bon bon khi không, cô lại thắng cái rụp. Rồi buộc lòng tôi phải ủi đít cô cái rầm. Nè, watch out your mouth, man. Anh nói đàng hoàng á. Anh nói bậy bạ tôi không bằng lòng á. Dạ, bà bè, cô nói bậy bạ chứ hồi nãy cô nói cái đầu tôi không bằng đít cô thì sao? Tôi có bắt lỗi cô không? Trời ơi, thôi cho tôi xin lỗi. Bị cái chữ Việt Nam của mình á, nói một chữ đó thì hiểu 5-7 nghĩa không à. Thôi cho tôi xin lỗi, tôi nói thiệt với anh đó nha. Trời ơi, tôi nói cũng có hơi... hơi lố rồi ha không? À, vậy thì nếu mà xin lỗi thì tôi tha lỗi cho đó. À, rồi sao? Tôi hỏi anh. Hỏi tôi gì? Bây giờ vậy chứ rồi anh đụng tôi như vậy, anh nói như vậy rồi anh không... Không sao. Dạ không lẽ cô muốn tôi đấm bóp cho cô trừ? Hả? Tôi sẵn sàng, tôi hy sinh. Nếu cô muốn tôi đấm bóp, tôi sẵn sàng hy sinh. Nói gì kỳ vậy? Làm nhiều đi tới đi lùi hay cái kỳ quá trời đất ơi. Không lẽ mà ăn xi răng này rồi tụi mình nên duyên nợ hay sao trời ơi? Nói bậy bạ ai mà thèm anh đâu. Đây nè, tôi nói cho cô nghe. Đó y như là lời cô nói đó. Thật sự là cái tiếng Việt Nam của mình nó có một chữ mà mình hiểu ra 5-7 nghĩa. Đúng. Nếu mình nói không khéo người ta hiểu lầm. Thí dụ như là cái lu đó, ở cái phần trên đó người ta gọi là cái miệng lu. Đúng. Cái phần dưới á, tại sao người ta không gọi đít lu mà ta gọi là đáy lu? Đúng. Phải không? Đúng rồi. À, cái nồi cũng vậy. Ở phần trên ta kêu bằng miệng nồi mà phần dưới không kêu đít nồi mà lại gọi là đáy nồi. Phải. Còn cái xe, ở phía trước người ta gọi cái đầu xe, ở đằng sau cái xe kêu bằng cái gì? Thấy không? Không lẽ mình kêu bằng đuôi xe? Mà nếu mà kêu đuôi xe như vậy thì tôi ủi đuôi của cô thành ra cô có đuôi sao? À, nữa, sao anh cứ nói bậy bạ hoài, tôi không có bằng lòng đâu nghe. Không, tôi nói thí dụ nghe vậy thôi. Chứ đâu có phải là tôi có ý gì đâu. Thôi được rồi, tôi đồng ý với anh. Đồng ý nha. Bây giờ tôi hỏi anh nè, cô bỏ qua chuyện đó đi. Bỏ đi. Vậy chứ... Cô vui tánh quá. Tôi không ngờ cô vui tánh, cô mau bỏ qua như vậy. Thôi tôi cảm ơn cô hết sức, tôi đi coi ha. Nè, anh đi đâu? Anh đi đâu vậy? Bây giờ tôi đi kiếm cục đá. Anh đi kiếm cục đá làm chi? Đặng tôi vỗ cái đít cô. Ê trời đất ơi, nữa. Tôi nói bậy bạ nữa. Chứ bây giờ nó xẹp vô rồi, không lẽ để vậy sao? Nè, anh đừng có nói bậy nha. Tôi không bằng lòng, người ta đi qua đường người ta nghe kỳ lắm à. Thì thôi, không nói dấu gì cô. Bữa nay buồn quá. Buồn quá nên lái bậy xe đi chơi chẳng sao mà buồn. Bạn, vợ tôi nó bỏ tôi. Vợ bỏ? Chắc anh hư lắm thì vợ bỏ chứ gì. Đâu có hư. Trời ơi, tôi là người đàn ông đảm đang lắm, đâu có hư. Tại vì tôi làm cho bà đẻ nhiều quá, bà giận tôi. Đẻ bao nhiêu đứa con mà nhiều? 18 đứa. Trời đất ơi, anh mà có 18 đứa con? Dạ. Sao dữ vậy? Có vợ mấy năm mà đẻ tới 18 đứa lận? 16 năm hà. Trời đất ơi, 16 năm mà đẻ tới 18 đứa. Cha anh cũng giỏi dữ ha. Không phải. Tôi nói chẳng, tại vì đó là bà đẻ sinh đôi 2 năm liền. À, 2 năm đẻ mà mỗi năm 2 đứa. Đó vậy mới thành 18 đứa chứ. À vậy đó hả. Dạ. Còn cái năm mà là nào thì thêm 2 đứa nữa. Thì 2 đứa đầu tiên đó là tại vì cái hồi đó tôi bị lay off.
rồi cứ ở nhà không có công chuyện gì làm hết trọi, cứ lo, thành ra mới đẻ hai đứa. Rồi cái thứ nhì thì sao? Hai đứa sao đó, tôi đâu có muốn. Tại sao vậy? Tại vì bị ở gần phi trường, máy bay cứ lên xuống ngoài đâu có ngủ được. Thời đất ơi. Thôi thôi nè anh, đừng có bài đặt đổ thừa đủ thứ. Đâu có đổ thừa gì đâu. Giờ tôi hỏi thiệt anh nè. Dạ. Vậy chứ anh có còn muốn, cưới gì? Vợ nữa không? Ê, nếu mà còn biết ăn cơm thì ai là không muốn vợ. Vậy à, không dám nào, nếu mà cô vui lòng á, muốn giúp đỡ giùm tôi, cô coi có cô nào rảnh rảnh cô làm ơn giới thiệu giùm được không? Trời ơi, có cô nào mà rảnh bây giờ? Thì nếu không có cô nào rảnh, cô giới thiệu cô cho tôi đi. À. Thôi, cũng được. Được ha? Cũng được. Như vậy là tôi tràn trề hy vọng rồi. Khoan, tràn... mà để tôi ngắm kỹ anh cái coi nha. Ngắm đi. Ngắm đi. Coi cũng được ha. Hơi lùng chút xíu chứ cũng được đó. Cũng khá đẹp trai. Cái nét đẹp trai tự nhiên vậy đó. Trời xanh ra là đẹp rồi à. Ăn nói tôi thấy cũng có duyên lắm. Có duyên từ hồi ở trong bụng mẹ. Ba tôi nói vậy đó. Nhưng mà để tôi coi kỹ coi. Coi bộ cái tướng này chịu không nổi tôi đâu. Trời ơi. Anh biết tại sao không? Trời ơi, bộ cô dữ lắm hay sao con? Tại sao vậy? Tại vì tôi có võ Bình Định. À, tôi đá một cái hả? Có trời mà cứu. Ồ, tưởng gì chứ. Nếu mà có võ thì không sao. Nhà tôi cũng có võ Thiếu Lâm. Trời ơi, tôi đấm một cái đó, xương nó rớt từng khúc. À, vậy thì anh muốn thử không? Thử hả? Thử đi. Thiệt không? Ok. Thử liền. Trời ơi, nếu mà không thử thì cô lại không coi tôi ra không ra gì hết rồi. Dạ, vô đi. Tôi biểu diễn sơ cho cô coi. Đây là cái miếng gọi là Quan Âm Quá Hải. À, Quan Âm Quá Hải. Ấy, cái gì vậy chưa? Cái này mới mới múa bộ thôi mà chưa làm thiệt mà. Múa là đã nhào vô rồi, thôi giờ cho làm lại đó. Đây nè, còn cái miếng này là Lưỡng Long Tranh Châu. À, anh coi miếng cẩu sực xí quách của tôi nè. Lâu lâu gì vậy, dập cái dạ con tôi rồi. Kho bu lăng, kho bu lăng. Trời ơi, sao đâu nhào vô vậy? Trời ơi, ông có sao không anh? I think something broken. Ông nói ông broken cái gì kìa? Tôi biết tại anh đó. Nghi nghi rồi nè. Hai thấy hai vợ chồng đi ra ngoài đường đánh lộn như vậy coi không có đẹp. Tôi chạy vô tôi can mà tại sao mà đó? Nè nè nè, anh nói ai vợ ai chồng ai? Cái mặt cha này mà tôi chồng bây giờ chồng tôi hả? Không phải chồng vợ sao tại sao mà ghen tôi đánh lộn ngoài đường? Trời đất ơi. Bố tôi thèm bà lắm sao? Nè tôi nói cho anh nghe, tôi đâu có phải là chồng mẹ này. Cái mẹ này dữ như là sư tử Hà Đông vậy. Nè nè. Còn không thì cũng là chằn chúa đó. Nè, anh nói ai sư tử Hà Đông, anh nói ai chằn chúa. Hả? Hả? Ê, ông này làm gì kỳ vậy? Tôi can. Dạ sợ dạ chạy rồi cô tôi bỏ qua. Đó. Trên đời tôi mới thấy lần đầu tiên thấy một người đàn bà lý tưởng mà tôi hằng mong ước từ bấy lâu nay. Nè, nói chơi vậy chứ hỏi thiệt anh nè. Nói gì? Hồi nãy em lỡ đá đá trúng anh á. Anh có buồn em không? Cái rốt kình hả? Nói thiệt, hồi nãy thì giận với em lắm. Bởi vì anh vô anh can là cái chuyện gia đình anh sợ đánh lộn coi kỳ. Giận thiệt là giận. Nhưng mà hồi nãy thì giận chứ bây giờ giận thì giận mà hương thì hương. Trời ơi, thú thật với anh nha. Mới gặp anh có một phút à. Mà em cũng thấy em cũng thấy mến anh liền vậy đó. Vậy chứ cho em hỏi thăm anh chút được không? Chú hỏi mấy chút cũng được. Năm nay anh được bao nhiêu cái niên kỷ rồi? Niên kỷ là cái gì cả? Cái xuân xanh đó.
À tuổi tác đó hả? À, thì tuổi tác vậy mới bao nhiêu tuổi cho rồi bà đặt nó văn chương. Anh được 15 tuổi. Hả? Năm mốt. Trời nói lộn. Trời ơi vậy mà em nhìn anh đâu có tới 51. Yeah. Em tưởng anh chừng 35 hè. Đừng nhắc tới tuổi thầy tôi. Anh vui quá hả? Cho em hỏi thêm câu nữa được không? Em hỏi bao nhiêu em cứ việc em hỏi đi, bao nhiêu cũng được hết trơn á. Nè à. Anh đã lập gia đình chưa? Hả? Gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Anh hiện giờ trong tình trạng nửa đường gãy gánh. Hả? Bộ anh gánh nặng lắm sao mà nó gãy lận? Không phải. Chứ làm sao? Vợ anh bà đi xa rồi. Hả? Bà đi xa thì bà sẽ về chứ có gì đâu mà khóc. Không phải. Bà gì? Theo ông theo bà rồi. À bà theo ông theo bà đi về quê á hả? Nửa tầm bậy. Chứ làm sao? Vợ anh chết rồi. Thì chết thì nó chết cho rồi. Chết một cách khổ sở. Tại sao vậy? Ăn hụt vịt lộn. Hả? Trời ơi người ta ăn hụt vịt lộn thiếu gì có ai chết đâu. Bà nuốt nhầm cái hụt vịt sống. Trời sao kỳ vô vậy? Vô trọng nó nở ra con vịt nó mổ đứt ruột bà chết. Trời ơi vậy hả? Trời ơi sao tội nghiệp quá vậy? Bởi vì khổ thôi lắm. Mà bây giờ anh đừng khổ nữa. À, em hỏi anh nè. Hỏi gì? Thôi bây giờ anh thấy em sao? Thấy chỗ nào? Thấy cái mặt không? Thấy cái mặt thì có duyên vô cùng. Vậy chứ anh muốn cưới em không? Ngu sao muốn. Trời ơi. Hỏi bà con coi bác cái cỡ này ai không khoái. Vậy thì à, anh đi theo em về gặp ba má em nha. Mà ba má em có vui thánh không? Trời ơi ba má em vui tánh lắm. À, à. Nhưng mà có điều là ba em không có biết nói tiếng Việt Nam. Ủa ông nói tiếng gì? Ông nói tiếng Ăn Lê. Trời đất anh đâu có biết tiếng Lê. Ô dễ ợt hả? Em dạy anh chút xíu là nói được liền hà nghe không? Dạy anh cho. Đây nè, thí dụ mà anh mới vừa lợi nhà em, anh gặp ba em đó. Anh mới nói là how do you do? Ủa tiếng Lê gì đu đu không ạ? Không phải. Anh hỏi thăm sức khỏe của ổng đó. À vậy hả? Đu 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 là sức khỏe hả? How do you do? Rồi anh muốn hỏi thêm. How do you do? À rồi đu đu. Anh đừng có bỏ dấu tiếng Ăn Lê mà nói bỏ dấu kỳ lắm. À, rồi sao? Rồi ví dụ anh muốn hỏi cái gì thêm nữa? Anh hỏi what did you do? Ủa tiếng Lê có đích trống nữa hả? Ngộ à, tiếng Lê sao đu với đích không hả? Bộ anh mới Việt Nam qua sao mà không biết gì hết vậy? Thì tao mà không biết tao mới hỏi chứ. Bây giờ gặp cái món gì hỏi là what is it vậy đó, what is it thôi vậy? Ráng nhớ đi rồi đi theo để về lấy cảm tình với ba em nghe không? Dẫn anh đi về nha. Nha đi nha. Nếu mà nắm tay rồi bây giờ anh trước khi về đây anh giật là đít đít đu 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 đít đít đu đu đít đít đu 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 đít đu 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 đít 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 đu đu đít đít đu 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 đít đu đu đu. À trời ơi. Trời ơi. Cái gì kỳ vậy? Trời đất ơi, bạn bè hai vợ chồng gọi điện thoại qua bên nhà mời mình qua đi ăn tiệc. Không những mời mình đang nghỉ mình mới qua nha. Đúng ngày đúng giờ qua dán ngay trước cửa tờ giấy. Xin mời vô nhà ngồi chờ. Vì chúng tôi bận công chuyện nên đi về trễ. Cái trễ này hơi quen à. Bởi vì người ta mới nói mà. Không ăn đậu không phải là mễ. Mà không đi trễ không phải Việt Nam. Trời đất ơi. Đúng không? À, cái này nó quen quen. Giống như mời đi đám cưới vậy. Mời 6 giờ rưỡi mình trừ hao đi trễ 1 tiếng, vậy mà vô 10 giờ mới cho ăn. Vậy chịu nổi không? Nhưng mà nói gì nói, lỡ nhịn đói sáng giờ rồi phải chờ ăn chứ sao giờ. Ăn free mà. Mà không những ăn mà còn tu go về trả thù nữa. Để chờ coi. Đi đâu mất tiêu rồi. Thiệt tình mà như vậy là sao không hiểu nữa. Mời mình tới đây ăn tiệc, hai vợ chồng này tự nhiên cái tới, mình tới nơi diện đẹp đẽ như vậy rồi cái để dán miếng giấy mời đi vô cửa sau.
Trời ơi, ở cái xứ này mà mình đi vô cửa sau, cảnh sát nó tưởng mình ăn trộm cái gì, nó vô bắt chết làm sao. Mà bây giờ làm sao giờ, nhất định bây giờ để coi cô vợ chồng về chưa. Đào ơi, Đào à, Tài ơi, về chưa em? Ủa, vậy là chưa về. Trời ơi, thiệt cái hai vợ chồng này thiệt bê bối hết sức. Mời người ta tới đi ăn mà cũng không có thể thiệt tình vậy, kỳ cục cứ sao. Này, cái gì vậy, ai vậy? Trời. Trời ơi, ở ngoài đang khủng bố, gặp màn này khủng hoảng à. Trời ơi, tôi đang ngồi đóng mới tự nhiên tọa nguyên bàn chảo lên vậy hả? Gì kỳ vậy? Nè, tôi nói cho chú biết nghe chưa. Tôi hỏi tôi đi vô nhà này, tôi la lối sầm, tôi kêu réo như vậy, mà tại sao chú ngồi chú làm thinh, chú không lên tiếng, cho để tôi không thấy rồi tôi lại tôi ngồi đại lên mình chú vậy. Rồi, à, gặp rồi, dịch vụ chửi lẩu mướn. Nè, tôi hỏi chú, gì? Chú là ai? Hả? Chú là ai trong nhà này mà tôi hỏi hoài, tôi la lên như vậy mà không lên tiếng? Trả lời cho tôi biết chú là ai. Ủa, thím gọi tôi hả? Cái gì? Trời ơi, cái mặt tôi vậy mà gọi bằng thím hả? Ờ. Cái mặt ta vậy mà gọi bằng thím hả? Ờ, thì kêu tôi bằng chú, tôi gọi lại bằng thím. Thử gọi bằng honey coi, tôi dám kêu mình ấy không? Chà. Này nghe chưa, nghe chưa, dạ, nghe chưa. Dạ. Coi chừng cái miệng đó đó ngang là con giả cái chết nghe chưa. Gì vậy, sao vậy? Ở ngoại quốc này, đàn bà là số 1. Biết không? Lộn xộn mà sáp tới tôi mà đụng tay, đụng chân tôi đó nghe, là tôi kêu cảnh sát nó còng đầu 15 tấm lịch nghe con. Hả? Về tội sách nhiễu tình dục. Cái này chưa? Biết chưa? Hả? Sách nhiễu tình dục. Ừ. Không dám đâu. Hả? Nè. Ê, chú. Ê, ê, thím. À. Kêu chú là thím à? Ờ. À, nè, tôi hỏi Du. Ê. Du có biết tôi là ai, là như thế nào với người nhà này hay không? Ai đông nô Du? Trả lời. Ai đông nô Du? Chơi tiếng Mỹ thì mình chơi tiếng Mỹ. Nè. Du thoát đi. Tôi nói cho. Hả? Ờ. Ờ, được. Tôi nói cho Du biết nha. Ờ. Tôi là khách quý của hai vợ chồng này. Ờ. Mời tôi tới đây dự tiệc có thiệp mời đàng hoàng nghe chưa, chứ không phải mà tự nhiên đi tới đâu đó nghe. À, có nghĩa là khách quý. Khách quý đó. Có nghĩa là ăn trực có giấy mời. Gì? Gì ăn trực? Cái gì ăn trực? Không có chữ. Chúng nói ai ăn trực? Không. Này Du nói ai ăn trực? Chết với tôi nghe chưa? Không nói chuyện với Du nữa. Tôi ngồi chờ chủ nhà về. Ai đông quan tôi thoát tôi Du. Lộn xộn. Về. Chết rồi, khổ rồi, trời ơi, khổ quá. Trời sao khổ dữ vậy, trời ơi, khổ quá. Trời ơi, trời chết rồi. Đứng lại, làm gì kỳ cục vậy? Chị làm cái gì? Làm cái gì vậy? Dạ, tôi khổ quá. Trời ơi, khổ phải làm gì? Bà khổ quá, bà vậy nè trời. Trời đất ơi. Bà xưa biết sao nữa. Trời ơi, trời ơi. Chuyện gì? Mà sao lại tự nhiên mời rồi biểu đi cửa sau không vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì? Có chuyện, có tai nạn, Chuyện gì? Giờ vậy ha. Nghe tôi hỏi nè. Nãy giờ đó, hai vợ chồng anh chị đó. Dạ, vợ chồng gì? Trời đất ơi, vợ chồng ai, vợ ai? Tôi hỏi gì vậy bà chị? Nãy giờ đó, hai má con hai người. Cái gì cái gì má con? Trời ơi. Trời Đào ơi, bình tĩnh lại. Chuyện gì thì nói chị nghe coi. Đây là Hồng. Chị Hồng. Hồng. Dạ. Đây là Minh. Anh Minh. Minh cô đơn. Dạ dạ. Nãy giờ đó, hai người đó có thấy anh Tài chồng em về nhà chưa? Hả? Chú ơi. Chú. Ai có ra? Được. Cái gì khi con vậy khi không? Trời ơi, mình ơi, em có ý vậy đâu, mình biết mà em đâu bao giờ lẳng lơ đâu, mình biết không? Trời, em không bao giờ lẳng lơ mình đâu. Trời ơi. Trời đất ơi, chị nói cái chị không lẳng lơ hả? Vậy mà trước mặt trai mà cái vậy nè. Ai chịu nổi? Cái chuyện gì vậy? Mày dài dữ lắm. Nói cho đàng hoàng nghe coi chuyện gì sao? Chuyện gì sao? Này này chị Hồng, anh Minh biết hôm nay là ngày gì rồi phải không? Trời ơi, biết rồi thì tiệc tùng mời tới đây dự mà. Đúng rồi, tới đây ăn. Hôm nay là đãi tiệc linh đình. Đúng rồi, linh đình. Nhưng mà em xin trân trọng thông báo, bắt đầu từ bây giờ ăn ha. Không tiệc tùng, không ăn uống gì hết. Hả? Không ăn uống. Trời ơi, tôi chết tôi rồi. Trời ơi, tôi sửa sạn, tôi mua áo mới, đồ lỡ tôi đi ăn. Rồi bây giờ không có gì hết, làm sao đây? Trời ơi, làm cái gì qua, kỳ cục vậy? Tối ngày qua trước khi đi ngủ, chơi nguyên chai thuốc sổ. Sáng nay có nhiều ra hết. Rồi bây giờ nó không ăn. Đào ơi, sao kỳ vậy? Nó nói chị nghe có chuyện gì? Thông cảm cho em à. Bởi vì lát nữa đây nè, trong cái nhà này xảy ra một câu chuyện khủng khiếp. Trời ơi, khủng khiếp sẽ có. Máu đổ. Hả? Trời ơi, máu đổ. Thịt rơi. Thịt rơi. Thay người gục ngã. Thay người gục ngã. Chết rồi. Cái gì kìa?
Gì vậy? Gì vậy? Sao tự nhiên mà chú ôm tôi vậy? Trời ơi, bà này gan ngược không? Tự nhiên bà nhảy vô người tôi ôm, tôi mới hy sinh ôm bà chứ bộ. Bà dù phải thôi nha. Ai biết đâu. Trời ơi, Tào ơi, chuyện sao sao? Bây giờ Tào ơi, mà nghe nè Hồng nè. Tào, giúp em. Giúp cái gì? Em phải biết nghe. Dạ. Chị là máu xăm. Em biết, chị là máu xăm. Chị thấy máu là chị xỉu. Chị xỉu. Chị thấy tiền là chị tỉnh. Cái gì kỳ cục vậy, tiền cái gì đâu. Trời ơi, chị yếu tim lắm. Trời ơi, mà nghe tới máu là chị xỉu, chị chết. Thôi thôi, tao bây giờ chị ăn uống. Không, em nói chị nghe. Chị đi. Không ăn đâu. Không, chị bình tĩnh. Chị lắng giúp em đi. Xong ba cái vụ máu me lộn xộn nè. Em đánh tiết canh chị ăn nha. Trời ơi, tiết canh là máu đó. Trời ơi, thôi. Chị Hâu, thôi không được. Chị Hâu. Bởi vậy, thấy chưa? Bạn bè đó, nhà người ta có chuyện cái bỏ đi về, trái nhà mới lòi mặt chuột. Thứ gì đâu. Dạ, xin phép chị tôi về. Anh ơi. Dạ gì chị? Anh đứng lại, anh giúp tôi nha. Sao vậy? Anh đi về, tôi tự tử, tôi chết liền. Tôi chết ra. Chị chết kệ chị, mới về tôi, tôi về. Cái gì? À nè, tôi mà chết nha, cảnh sát tôi bắt anh cho anh coi. Tôi làm gì mà cảnh sát bắt tôi? Đây nè, xin phép chị tôi về. Anh vô anh quậy trong nhà tôi nè, giấu tay anh tùm lum trong nhà tôi, cảnh sát bắt anh đó. Ê, nhưng mà nãy giờ tôi không nhịn gì hết, tôi đi về. Hey, giấu chân nữa? Đúng rồi, nãy giờ giấu chân anh trên sàn nhà tôi nè, cảnh sát biết là bắt anh đó, anh đáng chịu đó. Tôi chết. Đừng đừng có chết, trời ơi. Đừng có chết. Sao? Ôi, tôi phải chấp nhận như sao giờ? Người ở lại Charlie. Thôi bây giờ có chuyện gì nói tôi nghe coi. Hả? Có chuyện gì? Hả? Trời, anh biết không? Trời, mà chuyện gia đình khó nói quá anh ơi. Không sao đâu, nói tôi nghe đi. Dạ. Chuyện gì? Trời, khó nói quá anh ơi. Cứ việc nói tôi nghe đi. Mà nói anh nghe làm chi vậy? Để tôi biết. Biết làm chi? Kể người khác nghe. Trời ơi, anh nhiều chuyện quá, nhưng mà thôi thôi, anh ở lại là tốt rồi. Nè, anh nghe tôi nói nè. Sao? Sáng nay đó, tôi tính đi ra chợ. Tôi mua 2 con vịt quay. Trời ơi. Anh thích vịt quay lắm phải không? Tôi mới vịt quay lắm kìa. Anh biết không, cái tôi nhờ ông xã tôi đó chở tôi ra chợ. Cái anh biết sao không? Sao? Cái khi mà tôi đó, tôi đậu xe vào parking nha. Tôi bước xuống xe nha. Tôi nhìn vô tiệm thịt quay nha. Tôi thấy 2 con thịt quay, anh biết không? Nó treo ha, mỡ nó bóng lưỡng ha, nó thơm ha, hai cái đùi. Khoan chị. Xin phép chị 1 phút nha. Chị vậy? Nuốt nước miếng. Nói quá rồi. Nó không đó. Cái tôi vừa tính bước vô tôi mua nghe anh. Thì tự nhiên có một bóng đen nhào tới. Trời đất ơi. Chụp lấy tay tôi. Trời đất ơi. Anh biết là ai không? Có để rau không? Có. Có để bắt kiến không? Có. Có trùng khăn không? Có. Thì rồi, biết rồi. Bin Laden. Trời ơi. Thấy không? Không phải. Có trùng khăn mà. Trời đất ơi, mùa đông ai mà chẳng đội nón trùng khăn. Ủa không phải hả? Ý là tôi nói anh Dũng Râu. À, Dũng Râu mà cái người tình cũ chị hồi xưa phải không? Anh yêu chị lắm phải không? Đúng rồi. Chị sắp sửa bỏ nhà theo anh trai đó phải không? Đúng rồi. Đừng nói bậy. Trời, anh tài vậy là chết đó nghe không? Rồi sao nữa? Xong rồi phải không? Cái 15 năm gặp lại mà anh. Cái tôi mừng quá. Tôi để cho anh nắm tay tôi. Trời đất ơi, có không? Dạ có nắm không tay sao, tôi. Không sao, bạn bè. Cái nắm tay xong rồi, anh đề nghị là anh hôn má tôi. Trời ơi, chị cho không? Cho chứ, 15 năm mà. Bạn bè cũ mà. Chị gì tình bạn hả? Tình bạn mà. Xong cái đó, sau khi hôn má tôi đó, anh đề nghị anh hôn môi tôi. Trời ơi. Chị cho không? Cho tình bạn 15 năm mà. Trời ơi, sao chị về tình bạn không bao giờ về tôi vậy? Trời ơi, anh cái gì trời ơi. Anh biết không, xong cái lúc tôi bằng lòng á, cái tôi vừa nhà chu mở nè. Anh làm gì vậy? Không phải, tôi thấy chị đưa ra vậy tôi sợ cho hung không khí vô bệnh. Tôi mới để miệng cho tôi đỡ. Thôi, anh biết không, cái tôi vừa chu mở vậy ha. Cái tôi quay qua bên đường. Anh biết không, tôi thấy một cặp mắt đỏ rực vậy nè. Cặp mắt đỏ rực? Trừng trừng nhìn tôi. Trời đất ơi. Anh biết cặp mắt của ai không? Cặp mắt ai vậy? Anh Tài chồng tôi. Trời đất ơi, cặp mắt của anh Tài. Dạ. Đỏ trừng trừng nhìn chị. Dạ. Trời đất ơi, thôi chết rồi, chị đưa đi bệnh viện chưa? Bệnh viện chị? Anh bị đai băng hột. Trời ơi, không có. Coi như là cái máu gan trong người anh cuộn nó đổ lửa ra mắt vậy đó. Anh ghen mà rồi, anh. Trời đất ơi, chị với bạn bè lâu ngày gặp nhau nắm tay nắm chân được rồi, chuột bạc đuống ra nữa chứ vậy. Trời ơi. Bây giờ làm sao giờ? Anh biết không, bây giờ như vậy ha. Cái tôi sợ quá. Cái tôi chạy vô trong tiệm á. Tiệm thịt quay á. Tôi đi vòng 2 con thịt quay vậy nè. Rồi. Cái khi có tôi bước ra thì tôi không thấy anh Tài đâu hết. Chết cha. Rồi bây giờ còn 2 con vịt quay đâu? Hả? Cho cái phao câu băng đỡ đói quá rồi chị ơi. Lúc đó là một thì giờ đâu mà mua nữa. Trời ơi, chị mới tính hả? Mới tính à. Rồi sao vậy, tôi đói chết nè. Bây giờ anh ở đây nha. Anh coi nhà giùm tôi nha. Ủa? Tôi đi tôi tìm anh Tài con sao, chết rồi, tôi khổ quá anh ơi, tôi chết rồi. Nhưng mà chị tôi nghe nè. Tôi nói chị nghe nè. Sao? Nãy giờ sáng giờ tôi đói quá. Chị có gì cho ăn đỡ được không? Nhà có trời, có chứ, có đây nè. Đây nè. Trời ơi, có liền, có liền. Đáo ghê, bởi vậy không nhờ chị chết tôi rồi. Ngậm cục kẹo the này đỡ đi nghe. Lát kia tôi tìm phao câu cho anh nghe. Thế rồi trời, khổ quá, tôi chết tôi rồi. Trời ơi. Nguyên tối ngày hôm qua chơi nguyên thuốc sổ, bây giờ bắt ăn kẹo. Gì kỳ vậy trời. Thôi có còn hơn không. Trời ơi, nhà này kỳ quá.
Nó hơi cục kẹo. Cái gì vậy bà? Đang đón người chết nhầm cục kẹo đỡ buồn tự nhiên văng ra luôn kìa. Nói anh nghe này nha. Chuyện gì? Chuyện quan trọng nha. Lát hồi anh Tài anh về đây nữa nha. Coi như nếu như là đó mà coi như anh đòi la đòi hét đòi đánh đòi đập đòi xé quần xé áo thì không sao hết. Không sao hết. Chuyện bình thường. Còn nếu như mà tự nhiên ha, anh đi vô anh không nói không rằng, mắt trừng trừng, rồi anh nhắc kỷ niệm của hai đứa tụi tôi, đó, sau đó anh nhắc tới những con số thì nguy hiểm đó nghe. Trời ơi, gì vậy chị? Sao nguy hiểm vậy chị? Sau đó nha, nếu mà anh thọt trong túi quần á, là anh phải coi chừng á. Coi chừng cái gì? Anh móc súng ra bắn cái gì? Trời ơi, có nghĩa là anh về mà anh đập phá thì không sao hết, mà anh làm thinh, anh nhắc tới những kỷ niệm, nhắc tới những con số, là anh trả sổ tay vô cái túi quần. Rồi. Anh trả cắt cục. Trời ơi, ghê quá, chị bây giờ làm sao về chị? Thôi, được rồi chị, bây giờ cho tôi về đi chị, tôi đói quá. Tôi nói anh nghe nè, đằng nào cũng chết, thay vì anh chết vì đói, anh chết vì đạn, có sao đâu. Trời ơi. Ở lại nghe, tôi đi, trời tôi khổ quá, trời chết rồi. Mình ơi, em đâu có muốn gì đâu, mình. Trời ơi, ngày hôm nay tôi đi ăn tiệc hay ăn đòn trời. Như kì vậy? Ôi, bây giờ thì sao đây trời? Ôi, sao mà rung quá vậy nè. Trời ơi, thằng trả làm hình, không thấy là gì hết. Anh Tài, rút rồi. Mình thân! Dạ, của em. Dạ, anh Tài. Dạ, em nè anh Tài. Anh Tài khổ quá em ơi. Dạ, sao khổ anh Tài? Khổ lắm. Dạ. Dạ, sao em còn khổ hơn anh nữa anh? Em còn khổ hơn anh nữa. Anh xin phép anh nghe không? Dạ. Nếu mà anh không la lớn lên á, dạ, chắc anh tức quá anh chết. Hả? Anh muốn la anh? Anh cứ la, anh muốn đập phá gì cứ la đi. Anh xin phép em nhé. La thoải mái đi anh. Anh cứ la đi anh. Cứ la thoải mái, đập phá bàn ghế đi anh. Anh cứ la thoải mái đi anh. Anh la đi anh. Tôi la rồi. Hả? Rồi, anh la rồi. Còn điếc không nghe hả Bình? Chắc có lẽ anh đói quá anh điếc. Rồi, tới phim. Bây giờ anh đập bàn, đập ghế đi anh. Quần áo em xé đi anh. Đừng làm thinh nha. Không. Hả? Bây giờ anh không làm ba cái chuyện đó nữa. Ủa sao vậy? Mà anh chỉ muốn nhắc những kỷ niệm. Hả? Kỷ niệm đẹp của anh chị. Thôi, em nói nghe nè. Ba cái kỷ niệm đừng nhớ Tài. Không, anh phải kể. Hả? Thôi đừng kể Tài. Hồi đó Việt Nam. Hả? Đào là một cô gái đẹp, thơ ngây. Dạ em biết. Bán học trình lộn. Dạ. Em biết. Còn anh Tài. Dạ. Một chàng trai khỏe mạnh phong lưu. Dạ. Chạy xe ôm. Dạ. Em biết anh. Ôm qua ôm lại, lộn qua lộn lại hai người lấy nhau. Dạ em biết, đúng rồi đó. Dạ. Rồi á, 6 tháng sau. Dạ. Anh chị đám cưới. Dạ em biết mà. Rồi 3 tháng sau. Ừ. Đào đẻ. Dạ. Ủa sao kỳ vậy? Gì kỳ? Mới lấy nhau 3 tháng cái đẻ hả? Em biết rồi. Anh Tài. Tạm ứng trước. Đè bu xích trước. Dạ thôi Tài, ba cái kỷ niệm em biết hết rồi, đừng nhắc tới nữa Tài. Không còn nữa em ơi. Anh đã phá em đi, muốn em đi Tài. Không. Còn nữa em ơi. Đừng nữa. Mới năm ngoái nè. Sinh nhật của Đào đó. Dạ. Anh chở bên lên Las Vegas. Dạ em biết rồi. Được, anh chị ở casino New York á. Được. Số phòng á. 911. Thôi. Thôi anh Tài, Tài. Thôi anh đừng có cản, anh kể tiếp mà. Thôi đừng nhắc tới con số Tài, đừng nhắc tới con số Tài. Rồi được chưa? Rồi anh chị xuống kéo máy. Dạ. Đào kéo một cái. Trời ơi. Thôi đừng. Trung ba con số 7. Thôi. Đừng nhắc con số Tài ơi. Tôi đã kể kỷ niệm cho chồng tôi. Sao mày nhanh cho bụi bụi vậy? Tôi em sợ lắm. Em sợ đừng nhắc con số. Bình quá. Ê. Sao làm gì vậy? Em lại anh Tài. Điên rồi hả? Em lại anh Tài. Mày muốn chết không? Không, mình muốn chết. Tất cả. Sĩ ngộ rồi. Kỳ cục. Ủa sao phải. Trời ơi, không phải giỡn hả? Anh Tài, phải anh Tài. Để em coi. Gì vậy? Em coi, có cái này không? Trời đất ơi. Không có anh Tài. Chuyện gì anh Tài? Tao có, tao không được cho mày thấy. Dạ. Rồi sao anh Tài? Nghe là kể tiếp đây nè. Dạ. Trời ơi, biết không? Dạ. Sao? Dạ. Anh kể cho em nghe đầu đuôi câu chuyện tại sao anh khổ như bữa nay nè. Có chuyện gì nói em nghe đi. Đáng lẽ sáng này đó là dạ, anh chị ở nhà chờ em với chị Hồng tới nhà để mà giữ cái buổi tiệc của hai anh chị. Dạ. Đó, nhưng mà sáng này tự nhiên anh nhớ ra là chưa có mua rượu.
Trời ơi, anh chu đáo vậy hả? Ừ, anh biết anh thích nhậu mà. Anh mua chưa? Chưa. Anh mới tính thôi. Trời ơi, đó, tính trời. Anh mới chở chị Đào ra ngoài tiệm nè. Bỏ chị tiệm dịch quay. Dạ. Khi mua dịch quay, còn dạ. Anh á thì anh vô tiệm liquor anh mua rượu. Và anh đậu xe xong á, anh bước xuống thì dạ. Anh gặp con Mai á. À, cái con Mai mang miệng vậy hả? Không. Bây giờ nó dỗ vô nó niền nữa không? Đẹp còn không, em biết rồi. Ừ. Cái con Mai mà hồi xưa yêu anh phải không? Ừ, đúng rồi đó. Rồi anh cũng yêu cổ nó phải không? À, đúng vậy đó. Trời ơi, cứ giỡn em. Rồi giờ sao, rồi sao? Đây nè, lâu ngày không gặp. Ừ. Cho nên cổ mừng quá. Dạ. Cổ mới nhào tới. Dạ. Cổ ôm anh vậy nè. Thì đúng rồi, bạn bè ôm nhau đâu có sao đâu. Thì anh đàn ông mình cũng lịch sự. Dạ. Anh cũng ôm lại. Rồi thì đúng rồi, đâu có sao đâu anh. Không phải. Ừ. Ôm không anh còn siết. Anh tài 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 tài. Minh phải Mai. Trời ơi. Anh ôm nổi da gà vậy trời. Trời em biết không? Rồi đang ôm cái tự anh nhìn lên. Chết cha. Nguyên một cái mặt tái nhợt. Khuôn mặt nhìn anh trừng trừng cũng lọt ra ngoài đó. Trời ơi. Anh biết có ai không? Em biết rồi. Ai? Bà Trăng. Không. Bà Đào. Trời ơi. Vợ anh. Trời ơi, cái bà này còn hơn bà Trăng á. Bây giờ anh sợ quá, anh xô con Mai là anh chạy vô tiệm anh trốn. Năm mười phút sau là không thấy ai. Anh mới chạy ra lấy xe lén lén chạy về đây nè. Anh thấy có khổ không? Thôi chết rồi cái điệu này. Anh khổ quá em ơi. Bây giờ anh tính cái gì vậy? À, Don't worry about it. Là cái gì? Té 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 té. Cười lên Tài, có quyền cười. Cười lên Tài. Tại sao tao cười cho anh biết tại sao? Anh biết tại sao không? Tại sao? Tại vì có tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Trời ơi, tin vui gì? Tao đang khổ gần chết. Anh nghe tại vì chị Đào không nhìn thấy anh ôm cô Mai. Hả? Thiệt không mày? Thiệt, anh có quyền cười. Anh không thấy ông Mai cười. Thì cười. Anh có mẹ cười nha. Ai vợ chồng này mắc cười quá. Ê Bình. Dạ. Nghe tao hỏi. Dạ. Nếu mà vợ tao không thấy tao ôm con Mai à, thì lúc đó ba đang làm cái gì? Thì ba đang ôm thằng khác. Thằng nào? Thằng nào? Sao mày biết? Sao mày biết? Tùy sĩ khoe. Mà ôm Mai. Ôm thằng Dũng á. Trời ơi. Tôi chết. Thằng Dũng rồi đó. Trời. Thôi được rồi. Không được. Mày ở nhà nghe không? Tao phải ra ngoài tao coi hai người làm gì ngoài. Ở nhà. Tao trở về mày phải làm chứng cho tao nghe không? Không được đâu mày. Ở đó anh tài nó nghe anh tài. Tài tiếng gì trơn á. Ở nhà có gì ăn không tài? Trời hôm nay tôi ngày gì vậy trời? Bây giờ giật vậy trời. Mệt quá. Trời ơi không tìm đến tài đâu, khổ nữa rồi trời, khổ quá. Thôi đi bà ơi. Khổ khổ cái gì hoài vậy? Chuyện gì nữa? Dạ con có anh Tài về đây chưa? Tôi nói chị nghe. Chị cũng đừng có trong worry bao điệp nữa. Nói cái gì vậy rồi? Cho tiếng Mỹ chị nữa đây. Tại vì anh Tài à, không thấy chị ôm anh Dũng. Hả? Ông xã tôi không có thấy tôi ôm anh Dũng. Trời ơi hên quá. Trời có quen cười rồi. Hên quá. Trời biết vậy sáng tôi nhận đi công viên với anh Dũng rồi. Hả? Hả? Bà vừa phải ôm đi đúng rồi, hên rồi. Tình bạn mà. Bà tham lam quá. Hên quá thôi được rồi, được rồi. Trời hên quá. Đói mà vậy bây giờ có gì ăn cho ăn đi. Đói quá rồi. Sao kỳ vậy? Hả? Tôi ôm anh Dũng dần dần trước mặt, tại sao anh Tài không thấy? Kỳ cục với ta. Vậy lúc đó tại sao anh Tài không thấy? Đó... Tại sao anh Tài không thấy tôi ôm ông Dũng hả? À, tại sao? Thì tại vì... sao? Thì tại vì lúc đó ông đang ôm con Mai. Hả? Cái gì? Anh Minh. Đứng đây. Nghe tôi nói. Anh Minh. Sao vậy? Ôm con Mai dò phải không? Con Mai dò vậy nha. Mà anh còn nói lúc này nó dỗ luôn, đẹp lắm rồi. Trời ơi. Nó dễ thương lắm. Còn nói gì nữa hả? Anh Minh. Anh nghe tôi nói nè. Sao vậy? Anh biết tính tôi mà phải không? Tôi biết chị. Tôi không bao giờ biết ghen anh. Chị không ghen đâu. Không bao giờ tôi ghen anh ơi. Dạ tôi biết. Đàn ông kể chấp nhận cho chơi bời chút đỉnh nên công nhận không? Được. Kỳ này về anh Tài về tôi sẽ không bao giờ tôi làm gì hết. Hả? Tôi cười ra anh. Được đó đàn bà đi, được. Cười không? Xong tôi lôi anh ra tôi băm nét vậy đó. Tôi bỏ ra cầu tiêu tôi giật nước trôi hết. Hoàn toàn không bao giờ ghen. Bây giờ anh ở nhà nghe. Anh làm chứng cho tôi nghe, tôi đi tìm ông Tài về là chết chứ tôi. Trời ơi, tôi đó tôi không ghen, tôi không. Khoan, chị. Cái gì? Có gì ăn cho anh đỡ quá, đói quá rồi. Chút xíu tôi tìm phao tâu với anh, trời ơi. Chết cho tôi. Hôm nay ngày gì vậy trời? Hai vợ chồng này bị sao? Trời ơi. Bài tango cuối cùng. Bà làm gì vậy? Nay bà đặt dễ tango á. Còn ông nha, lát ông chơi ba xô bây giờ đó. Tôi hỏi bà, hồi sáng này tôi bỏ bà xuống chợ đó. Bà đi đâu? Bà làm cái gì? Đâu có đi đâu, đi mua dịch quay chứ làm cái gì? À, mua dịch quay hay là mua người quay? Hả? Bà ôm ai? Bà hôn ai? Tôi đâu có ôm ai, hôn ai đâu. Đừng có bịa chuyện, vô duyên. Có người thấy, nói lại với tôi. Bà còn chối không? Cái gì mà tôi ôm ai? Bà ôm thằng Dũng Râu. Hả? Bà ôm thằng Dũng Râu. Nè,
tôi nói ông nghe nha, ông có thấy không mà ông dám bịa đặt như vậy hả? Tôi không có thấy, nhưng có đứa nó thấy nó mét lại với tôi. Chối hả? Chối cái gì, tôi nói ông nghe nha. Tôi cho ông biết nha, ông nói đi, đứa nào thèo lẻo chuyện gia đình vậy? Đứa nào thèo lẻo tôi gặp nha, tôi đập cho chết nghe chưa? Tôi rạch miệng, tôi bỏ trấu cho tôi không lại, chứ đừng có thèo lẻo nữa. Ai? Ông nói đi, ai? Mà muốn biết hả? Ai? Anh Minh. Hả? Anh Minh, sao anh kỳ cục vậy anh Minh? Anh Minh, trời ơi, sao anh làm kỳ cục vậy? Bà đứng đó, tôi cấm bà bước tới. Bà không được đụng vô thằng bạn vàng của tôi. Nghe không? Đúng rồi, bạn vàng phải không? Đúng rồi. Ông nghe tôi hỏi nè, sáng nay ông ôm ai ở ngoài đường? Ôm, không những ôm mà còn siết nữa, hả? Tôi ôm mày, siết ai? Bà có thấy không? Ông siết con mày vô, Nhưng bà có thấy không? Tôi không thấy nhưng mà người khác thấy, Ai? Bà nói đi, thằng nào con nào mà nói với bà, ba đầu sáu tay, 12 con mắt. Tôi dặn cổ, tôi chỉ dặn cổ gà cho bà biết không? Ông không biết là ai không? Nào, anh Minh. Bích, tại sao Bích? Ê nè, đừng có đụng nữa nha. Đây là bạn vàng của tôi nha. Mặc dù hơi nhiều chuyện nhưng bạn vàng nha, ông vừa phải được nha. Bà ông đó, gặp gái là ông mê mãi nha, tôi cho biết. Bà đừng có gặp người coi cũ đâu bà. Cái gì? Chuyện giỡn chơi với tôi đấy à? Anh ngồi xuống. Cái gì vậy? Con chị. Hả? Xích bà đau bà ly. Cái gì? Trời đất ơi, hai vợ chồng mắc cười không? Đồng ý với mấy người á, thương là có ghen, ghen là có thương, nhưng mà phải thương làm sao cho đúng chứ. Ghen tầm bậy tầm bạ không mà. Bây giờ tôi hỏi chị nè, không ảnh á, có gặp bạn xa xưa, bồ cũ đi chăng nữa, gặp nhau ôm nhau được rồi, phải không? Nhưng mà tôi ôm chị nè, bạn bè ôm nhau được rồi, nhưng mà đừng có siết nha, không được, phải không? Còn anh nữa, chị có gặp bạn bè cũ với nhau á, có việc ôm, thậm chí có việc ôm sát vô nữa, hung má cũng sao hết. Nhưng mà chị nha, đừng có mỏ ra. Có ngày sưng mỏ đó, thấy không? Hai vợ chồng ghen tầm bậy tầm bạ, ghen tới nỗi bỏ đói bạn bè. Đúng không? Đó. Ai cũng đồng ý hết chưa? Đúng gần chết luôn rồi. Ghen tới mức độ một người tới rồi bỏ đi, còn một người thì từ từ rút lui. Tại ông á. Làm gì vậy? Thôi mà tại vì anh thương em quá cho nên em mới ghen bậy vậy thôi. Em bỏ qua đi. Chứ không phải à, chứ không phải mê con Mai nó trẻ không tôi à. Ừ, nó trẻ thì đẹp theo trẻ, còn già như em vậy? Thì không. Làm tôi già hả? Sồng sồng như em thì đẹp theo kiểu sồng sồng. Thôi mà cho hung cái bờ vai chút đi. Khoan. Gì vậy? Tôi nói rồi. Chưa bây giờ đã vui vẻ rồi. Dẫn đi ăn đi, đói quá. Đúng rồi, đi ăn thôi. Đi ăn thôi. Đi cái gì vậy? Gì vậy? Gì vậy bà? Vợ chồng có giết nhau chưa? Trời ơi, có đập phá gì, có chém giết, có máu đổ gì không? Trời ơi, một khái người ta quýnh lộn ly dị lắm hả? Trời ơi, chứ không có gì hết hả? Im rơ rồi hả? Hết sự chuyện rồi. Hòa thuận rồi hả? Trời ơi, vậy đâu có gì đâu vui. Trời ơi, chuyện nhà người ta bà muốn chia tay ly dị lắm hả? Thôi được rồi, bây giờ tôi cũng đói lắm rồi, bây giờ bà đi ăn nè. Bây giờ cả nhà mình đi ăn về bảy món nè. Đi nha. Bây giờ đi ăn nữa hả? Trời ơi đất ơi, tôi mới ra tôi làm một cái tô phở rồi. Bây giờ làm sao đây? Thôi vậy thì mời. Vợ nhà thì coi nhà cho tụi em đi ăn ha. Ở đâu có được nè, nói vậy chứ không ăn phở thì cũng phải cho chén chè ba màu. Cái gì nữa? Khoan đi đã. Chào khán giả chứ.